Chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Đông Sang TV nha. Hello, xin chào mọi người. Chào tất cả các bạn nha. Nay hai anh em mình mới đi làm gì nha các bạn. Nên mới đi làm về ghé chợ mua tôm với mấy cái rau dưa leo đồ á. Bữa nay mình làm sẽ cái món là tôm tái chanh. Tôm tái chanh nha. Thôi bây giờ mình bắt tay vào việc khác. Mình sẽ làm tôm tái chanh. Mình bây giờ mình đi mần tôm nha mấy bạn. Mình sẽ đi làm tôm, rửa rau. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mấy con tôm này ra mình lột ha. Mấy con tôm này lột vỏ. Rồi lột rau đi. Rác vô đây. Đưa cái tôm thớt với cái chỗ này. Tôm thớt làm gì? Đi tôm thớt. Rồi. Dưa leo thì rửa đi, rửa. Cái dao đâu? Ông bà ơi, tôm này dẻ quá. Dưa cay là cái ăn như là siêu mồi, xương mỏ luôn à. Xương cay xương mỏ ăn xong là cái mỏ thành như cái quặng luôn á. Đây sáu trái ớt nghe các bạn, nhìn đỏ lên luôn nè. Xong chết luôn, khỏe lắm. Mình sẽ cho đường vô nghe. Đừng có ngon quá nhỉ. Này là bột ngọt nha các bạn. Xong. Tới nước mắm. Bây giờ mình sẽ cắt chanh mình nặng vô nha các bạn. Chanh nặng vô nửa trái thôi. Cái chua quá. Cái trái. Cái trái xong cô... Có mấy trái không bạn? Nhìn ngon nha các bạn. Cái chén nước chấm độc quyền luôn á. Chua lè luôn. Rất là vừa ăn, chưa có chua. Bây giờ mình sẽ sắc hành tím này mình để vô luôn nha. Tại bữa nay mình cũng đi làm về hơi trễ nha các bạn. Về 5 giờ đó mình đi công chuyện, đi lòng vòng. Cái giờ này nó cũng 8 giờ tối rồi. Bữa nào mấy anh em mình sẽ làm cái clip đi ra ngoài bãi đất trống đó kiếm cái gì. Đi ra ngoài đó có cái gì vui vui rồi mấy anh em mình quay cho các bạn xem nha. Chứ bây giờ mấy anh em mình đang đi làm công ty nữa thì đi ra ngoài đó thì đi về trễ rồi đi ra ngoài đó nữa, nó tối hù của mệt rồi mình quay cũng không có thấy gì. Nhưng mà bãi đất trống đó giá chiều á nó rất là mát luôn các bạn, nhưng mà mình chưa có dịp. Bữa nào thứ bảy á mình sẽ ra ngoài một cái bãi đất trống đó mình sẽ làm món ăn. Rồi trời chật chết quá trời ơi, đang làm mà có ai nói gì đâu, khóc lóc trời. Ôi trời ơi, nó thối quá trời ngon luôn các bạn ơi. Món ngon không nhỉ? Ngon. Đầu tiên chú heo mình làm ăn thử xem okay, sao. Nữa được. Đây nha các bạn, lột gần xong rồi nè. Quay đây. Đó.
con rồi xếp xong rồi. Còn hai ba con nữa. Cái đầu nó ăn ngon lắm trời, biết làm gì không? Chiên nước mắm. Chiên giòn. Ngon. Cái nhà chú heo làm đi. Nhìn ra, nhìn nó trắng bóc luôn nha các bạn. Nè. Nhìn ngon hết chứ ngon này, trắng bóc luôn, tôm bự sống luôn. Này chấm bù tạt ăn, này chấm bù tạt ăn ngon lắm. Bữa nào mình sẽ làm cái món tôm này luôn nha các bạn. Nhưng mà mình sẽ tái chanh chấm bù tạt. Ăn năm loại cay mà năm thứ năm. Xong gỡ hết này, rửa hết này vô đi. Không hết được, tại nãy làm cái chén nhỏ quá. Nãy cái gì làm cái tô được rồi. Nhiều quá. Bây giờ rồi cái này mình sẽ bỏ tô vô nha các bạn, cho nó thấm con tôm. Nãy mình lỡ làm cái này là mình làm là mình ăn một bạc. Còn nãy là mình đẩy con tôm vô đây luôn cho nó thấm luôn nha các bạn. Nãy tính là mình tái chanh. Đây, dĩa tôm của mình đã làm xong rồi nha các bạn. Cái tô tôm, cái này tôm mình lột ra rồi mình ngâm vô cái tô nước sốt của mình ngon lắm nha các bạn. Này, cái này mình để cho nó thấm một tí đi, rồi một xíu rồi mình cho nó thấm vô con tôm đi, mình ăn nó ngon lắm. Một mâm hải sản của hai anh em mình đây. Hello. Rồi mình ngâm hồi nãy giờ nó cũng thấm rồi nghe các bạn. Giờ để hai anh em mình ăn thử coi nó ngon không nha. Cái này là con tôm sống luôn nha các bạn, chứ không phải là mình luộc mình gì đâu nha. Rồi đây nghe các bạn. Cái này là con tôm còn sống luôn nha các bạn, còn tươi xanh luôn á, nãy mình mua về nó nhảy trôi sỏi luôn á. Rồi mấy anh em mình đem ra lột ra rồi ngâm nước đá cho nó lạnh, cho nó giòn giòn đi, rồi cái mấy anh em mình để vô đây cho nó thấm. Thấm bây giờ mấy anh em mình ăn luôn nha các bạn. Hello, xin chào mọi người, bây giờ mình sẽ ăn cái món tôm tái chanh nha. Cái món tôm tái chanh này nó... Để anh kêu nó tái rồi. Nó tái rồi. Tái rồi. Dạ ăn không? Vô ăn. Giờ mình sẽ ăn thử luôn nha các bạn. Ăn thiệt luôn chứ không còn thật. Rồi xích vô nha. Rồi xích vô. Đó. Có thằng bé nữa nè. Có thằng bé này nó rồi. Cũng tham gia nữa nè. Ngon không? Rất là ngon phải không? Ngon lắm nha các bạn. Ngon dữ lắm. Tại vì con tôm nó còn sống. Thịt nó tư ngọt. Với thêm bằng nước mắm nó chua. Rồi nó cay. Nói chung là ngon lắm, thịt nó dai thịt tôm á. Rất là ngon, giòn lắm. Giòn là nãy là mình có ngâm nước đá rồi. Mình lột nó xong rồi mình ngâm nước đá một tí. Này mình đâm ớt thừa ít nha các bạn. Để ớt đít cho mình lại luôn nha.
tròn cùng rất là này. Ngon giòn lắm mấy bạn ơi, tại vì tôm này nó còn sống nè, chứ phần mình mua ở ngoài chợ á mình lựa tôm sống quật mình về lắm. Mình lột da ra cái bắt đầu mình ngâm bái chanh, quật ngâm nước đá quật miếng ghém nha. Bữa nay mà cặp chung với con tôm sướng như đâu á. Wow được. Cay lắm nha bạn. Cay quá cay. Cặp đầu cũng khoảng 10 trái ớt á. Thịt thơm nó giòn. Ngon thiệt. Ngon lắm. Ngồi xuống kia đây. Đây, em mới về nghe các bạn. Chị cũng ăn luôn. Ủa, cái này ăn được không? Bỏ ăn nha. Tôm này tôm sống nữa hả? Ừ. Thử là ngon lắm. Chớ màn hình ra. Chớ màn hình đâu. Ừ. Quay chưa? Quay. Ngon lắm. Mời các bạn ăn nha. Thôi của con tôm đó nha các bạn. Ngon lắm. Tại vì thịt nó dai dai với nó thịt sống của nó ăn vô cái nó ngọt ngọt ngọt, ngọt. Thêm cái gì nước mắm nè. Rồi ớt nè. Rồi củ hành tây nè. Nó cay 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 cay. Ăn nó đậm 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 nó ngon lắm. Rồi. Trời ơi, miếng vô leo. Lần đầu tiên tôi thấy. Cay đã. Trời dùng miếng ghép không bà ơi. Cái này cái thằng con tôm chút luôn. Kẹp vô gì nè. Không có đã, kẹp vô luôn. Sao bé đó ăn thấy được không? Đã. Ngon không? Rồi sao? Có muốn ăn nữa không? Hả? Ngon lắm em bằng. Để ăn nãy giờ cũng 4 ăn con rồi đó. Rồi mình tắt máy cho anh quay phim đó là ảnh quay ảnh ảnh quay để giờ cho ảnh ăn với mình luôn nha các bạn. Chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả các bạn nha. Mình kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn xem clip hay nhớ nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Cài cái chú nè.